lửa, Bronson USA để bàn bọc bạc. Cái này là bọc bạc nha anh. Em quay em không biết nó có lên được cái nước bạc của nó đẹp cho anh dễ hình dung không, nhưng mà ở ngoài cái nước bạc của nó rất là đẹp ha. Bọc bạc nha, Bronson USA bọc bạc. Tại sao em quay quay chung? Tại vì cái cặp này nó là chung một cặp, nó chung một 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 đời của nó. Cái này là chung một đời á, đó, nó chung một đời của nó nha anh, chung một đời á. Còn này là bọc bạc ha, cái cặp này là nó khác hình dáng nhưng mà nó chung một đời nha. Mấy anh có thể là sưu tập, hoặc là em thường những cái dòng này là anh nào sưu tập họ thích lắm, tại vì bọc bạc này rất là hiếm ha. Đó, cái dòng Ronson bọc bạc này nó rất là hiếm mà nó chung đời, cái chung cặp chung đời như vậy nè, đây nè thấy không, đây đó, nó chung đời như vậy nè, rất là hiếm khi mà tìm được một cặp chung một đời mà bọc bạc như vậy, nó rất là hiếm ha. Cho nên là em quay chung em cũng có thể bán lẻ, nếu như mà anh mua, mấy anh muốn mua lẻ có tiền, chỉ có thể có tiền mua một cái thôi em cũng bán lẻ, nhưng mà nếu như mà anh có tiền thì mua, nên mua nguyên cặp, tại vì cặp bọc bạc mà chung đời như vậy, săn được nguyên cặp như vậy rất là hiếm ha. Chỉ khi nào mà mình săn được cái người nào đó, cái chủ cũ của họ họ sưu tập á, thì mới có thôi. Kích cỡ sau có cái thuốc này, nó là Ronson USA ha. Đó, Ronson USA ha, bọc bạc nha mà, bọc bạc nha, em nhắc lại là bọc bạc chứ không phải mạ chrome ha, mà cũng không phải là mạ bạc mà bọc bạc, bọc bạc rất là dày nha. Đó, rất là đẹp luôn, nó bọc bạc rất là dày nha, mộc bọc bạc chứ không phải mạ bạc nha, bọc bạc rất là dày luôn.